Trước khi các bạn vào khóa học chi tiết thì mình sẽ preview trước cho mọi người các khóa học ở tại Sương Media mà mình đang triển khai. Mình sẽ giới thiệu qua. Thì đầu tiên có khóa học đơn giản, dễ dàng nhất, đó là khóa Photo Basic. Đây là khóa học nhiếp ảnh cơ bản dành cho những bạn mới tìm hiểu về nhiếp ảnh, mới mua máy ảnh nhưng mà chưa có nền tảng, chưa có hệ thống kiến thức, hoặc là các bạn cũng yêu thích nhiếp ảnh nhưng mà các bạn chỉ có điện thoại thôi thì cũng có thể được khóa học này. Tại vì điện thoại bây giờ nó cơ bản khá là tốt rồi. Lớp học này sẽ bao gồm giúp cho các bạn các phần hướng dẫn sử dụng máy ảnh cơ bản. Đây, hướng dẫn sử dụng các thao tác cầm, nắm, các thông số kỹ thuật cơ bản để giúp các bạn tự tin sáng tác, quay, chụp cơ bản, giúp các bạn có nền tảng vững chắc để tự tìm hiểu và phát triển chuyên sâu các thể loại nhiếp ảnh mà bản thân yêu thích. Thì đấy, các bạn xem trên màn hình nhá. Bây giờ mình sẽ mở cái thông tin chi tiết của khóa học lên cho các bạn xem. Mình có để trên website của Sương Media luôn. Mình preview trước cho các bạn nội dung khóa học Photo Basic. Đó là buổi 1 là ánh sáng và nắm bắt thông số cơ bản trên máy tính. Đương nhiên thì sẽ là các thông số rất là cơ bản như tốc độ, khẩu độ, ISO, các loại ánh sáng, các hệ máy thông dụng như là Canon, Sony, Fuji và các phương pháp đo sáng. Buổi 2 là hiệu ứng tương cự và lựa chọn thiết bị. Thì chúng ta sẽ phân biệt giữa các máy full frame, crop hay là sự khác nhau giữa các máy ảnh cơ với lại điện thoại. Rồi là lens, tiêu cự, các thuật ngữ như là DOF, độ sâu chụp ảnh, white balance, picture style, raw, JPEG. Và ở trong buổi này mình có thể preview cho mọi người xem một số loại điện thoại tốt cho chụp ảnh. Buổi 3 là các thể loại ảnh tâm lý, nhân vật để chúng ta ứng dụng, chúng ta tạo ra những tác phẩm tốt hơn. Như là ảnh chân dung thì chúng ta sẽ phân tích về ánh sáng, bố cục để giúp cho chúng ta có cái ảnh chân dung tốt hơn. Ảnh phong cảnh thì tìm hiểu các kỹ thuật chụp ảnh phong cảnh hiện đại. Ảnh sản phẩm, ảnh food, ảnh macro là tìm hiểu các phương pháp và các kỹ thuật để chúng ta set up, chúng ta bước đầu chúng ta chụp được những cái ảnh sản phẩm đấy, tắc nét, chi tiết. Và đặc biệt là buổi này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng flash, nắm vững các nguyên tắc hoạt động flash và các loại chụp flash hiệu quả. Buổi 4 là buổi thực hành chụp ảnh ở tại studio. Mình có một studio và đầy đủ các thiết bị, trang thiết bị ở đấy. Thì buổi này mọi người sẽ trực tiếp cầm máy của mình và sử dụng các đèn flash và các đạo cụ ở tại studio để chúng ta làm quen với việc điều khiển ánh sáng cũng như là trải nghiệm chụp ảnh ở tại studio nó sẽ như thế nào. Buổi 5 là bố cục và điều muốn nói từ bố cục. Buổi 5 thì mình sẽ research lại xem những cái hình ảnh của mọi người và phân tích, và chúng ta sắp xếp và đưa ra cái góc nhìn về bố cục một cách hiệu quả hơn cho mọi người. Buổi 6 lên kế hoạch, concept, tip và trick, những cái gợi ý cho mọi người. Khi mới đầu thì mọi người sẽ thấy rất là khó khăn để triển khai những cái bộ ảnh mà mình mong muốn mình tạo thành. Thì tại buổi thứ 6 này mình sẽ giúp cho mọi người từng bước một, chúng ta có các cách lên cái concept, chuẩn bị những đạo cụ và tiến hành làm sao để chúng ta có thể chụp được những bộ ảnh mà chúng ta mong muốn. Ngoài ra thì mình cũng có một vài cái đóng góp ý cho mọi người thông qua cái quá trình làm việc trực tiếp, trải nghiệm làm việc trực tiếp của mình. Buổi thứ 7 lại là một buổi thực hành chụp ảnh, và đặc biệt là buổi này sẽ là buổi chụp ảnh với mẫu để cho mọi người biết cách có thể tương tác, làm quen với người lạ. Buổi thứ 8 đó là buổi hậu kỳ, và đặc biệt là buổi này mình sẽ chia sẻ cái workflow làm việc của Sương Media. Cái quy trình làm việc của bên team chúng mình thì cũng được mình tự hào và nghĩ ở đánh giá là một trong workflow rất là nhanh, gọn, nhẹ và tối ưu. Thông qua việc là hàng năm có đến hàng trăm nghìn khách hàng được chụp ảnh ở bên mình, và cái tốc độ làm việc cũng tốt. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách quản lý data, cách quản lý file. Thứ hai là cách pick ảnh, các cách xử lý đồng loạt bằng phần mềm Lightroom và chỉnh sửa ảnh cơ bản bằng Photoshop. Đó là những cái ảnh cần can thiệp và hậu kỳ một cách sâu. Thêm nữa thì mình cũng có một số tip trick chia sẻ cho mọi người cách chỉnh sửa ảnh bằng chính iPhone. Buổi thứ 9 là thực hành đề tài tự do. Tại buổi này thì mình sẽ đóng góp và góp ý cho mọi người trước khi triển khai một cái quá trình mà mọi người tạo ra một cái album cuối. Cái album này thì trực tiếp mình sẽ đánh giá và gợi ý cũng như góp ý cho mọi người rất là nhiều để mà chúng ta có thể có một cái kết quả, có một cái portfolio tổng kết sau cái quá trình học. Buổi 10 đó sẽ là buổi mà chúng ta sẽ họp với nhau, những cái thành viên ở trong một khóa học với nhau, click thích khoe album học viên. Đó là một buổi đánh giá, phân tích và gợi ý những cái album của tất cả mọi người. Hy vọng thông qua từ đó thì chúng ta sẽ rút được thật là nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể triển khai được những cái album về sau. Cũng như là mình sẽ chia sẻ một số cái mẹo, tip trích nhỏ để xây dựng cái kênh marketing giúp các bạn có thể tiếp cận được với nhiều người hơn ở trên online. Vừa rồi mình mới review qua cái khóa đào tạo nhiếp ảnh cơ bản Photo Basic. Khóa tiếp theo đó là khóa Filmmaker và Videographer tại Sương Media. Khóa này thì cực kỳ nhiều hàm lượng học, nhiều cái kiến thức. Khóa học Filmmaker, Videographer này sẽ giúp các bạn có thêm kỹ năng về quay phim, dựng phim hay tất tần tật những gì làm về phim, thậm chí cả về chụp ảnh. Vì tạo video đang trở thành một xu hướng rất là đỉnh cao cho tất cả các ngành, nên bạn có thể dùng nó để phục vụ cho mục đích cá nhân, làm vlog, làm quảng cáo cho sản phẩm của mình, hay là làm video về du lịch, đời sống, phim ngắn, hay cũng là những bước định hướng tiếp theo để giúp bạn gia nhập cái con đường nhiếp ảnh hay làm phim điện ảnh. Ok, bây giờ mình sẽ show cho mọi người xem những gì chúng ta sẽ học được thông qua khóa học Filmmaker và Videographer ở tại Sương Media nhé. Có rất là nhiều. Mình sẽ show cho mọi người cái nội dung. Còn ở phần trên thì mọi người có thể đọc và tham khảo ở tại website của Sương Media. Nội dung đào tạo Filmmaker ở tại Sương Media sẽ gồm 4 học phần lớn. Đó là: 1 là thiết bị, 2 là kỹ thuật căn bản, 3 là sáng tạo và 4 là hậu kỳ. Tại phần 1, thiết bị thì sẽ giúp mọi người cách sử dụng các thiết bị như là body camera này, ống kính này, các thiết bị chống rung như là gimbal, cách sử dụng tripod là chân máy ảnh, mic thu âm mình đang dùng đây này, các phụ kiện hỗ trợ, và tiếp đến là các cách đọc thông số máy tính giúp cho mọi người đưa ra một cái lựa chọn và mua máy tính trước khi chúng ta gia nhập vào ngành media. Tiếp phần lớn thứ 2 đó là kỹ thuật căn bản. Thì phần kỹ thuật căn bản này sẽ dạy cho mọi người cách chỉnh thông số trên các máy thông dụng. Mình sẽ lựa chọn những cái máy mà phổ thông và số đông bây giờ đang sử dụng và làm nghề. Trong phần này thì sẽ có nhiếp ảnh căn bản. Phần nhiếp ảnh căn bản là hoàn toàn là cái khóa học Photo Basic mình vừa mới review cho mọi người. Tiếp đó là các khái niệm về hình ảnh, Deluxation, frame rate, codec, bitrate ratio. Đó là những cái khái niệm rất là cơ bản ở trong ngành quay phim mà chúng ta cần phải biết. Các khái niệm về âm thanh như audio setting, các loại mic, gain, decibel, rất là nhiều thông số khác. Phần 3 là phần sáng tạo. Phần 3 này sẽ hướng dẫn cho mọi người, sau khi mọi người đã nắm vững các kỹ năng sử dụng máy ảnh cũng như là các thiết bị hỗ trợ rồi, thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể triển khai ra một cái kịch bản, triển khai ra một cái video để truyền tải cái thông điệp của chúng ta muốn nói đến với người xem. Thì tại đây, tại phần sáng tạo sẽ giúp mọi người cách hoàn thiện các câu chuyện của hình ảnh toàn trung cận, các hình ảnh đứng 5 giây, các đường hình đi như thế nào, các kiến thức về bố cục như là đặt, và mình sẽ review cho mọi người 10 cái bố cục cơ bản mà thường được ứng dụng, cũng như là chúng ta sẽ xem phim và chúng ta sẽ thấy sẽ thấy rất là thân quen và nó hay hơn. Các góc máy, các hiệu ứng về tiêu cự, cách chọn lens, trường hợp sử dụng, và chúng ta cũng sẽ được học thêm các thiết bị như là drone hay bay flycam để cho câu chuyện chúng ta thêm phần hấp dẫn. Tiếp đến đó là cách sử dụng setup ánh sáng. Chúng ta sẽ phải học cách phân tích ánh sáng, chúng ta sẽ phải học về cái môi trường set sáng để chúng ta biết là sử dụng ánh sáng tự nhiên, ánh sáng nhân tạo, cũng như là có một cái bài tập đó là bài tập setup quay phỏng vấn hay là setup. Đây các bạn xem môi trường ánh sáng như thế này, làm sao để set được ánh sáng mà chúng ta quay nó rõ ràng như thế này. Tiếp là phần AF, lấy nét chủ thể khi quay, cách làm time lapse, cách làm các kỹ thuật như time lapse, hyperlapse sẽ được review trong phần sáng tạo này. Phần 4 đó là phần hậu kỳ. Hiện tại bây giờ có các phần mềm thông dụng như là Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Studio và CapCut. Thì phần này tùy thuộc vào bạn muốn sử dụng phần mềm nào cũng như là máy tính của bạn có cấu hình như thế nào thì mình sẽ tư vấn cho bạn và lựa chọn cái phần mềm để chúng ta có thể hậu kỳ một cách mượt mà và tốt nhất. Thế mạnh của bên mình thì bên mình có triển khai tất cả các dự án ở với tất cả 4 phần mềm này. Thế nên là xử lý với phần mềm nào cũng không phải là vấn đề quá lớn với bên mình. Và đấy là toàn bộ cái khóa học về video, videographer và filmmaker ở tại Sương Media. Có một số các khóa học nhỏ hơn thì mình sẽ chia sẻ, đó là khóa editor với lại các phần mềm như mình đã vừa nói, đó là phần hậu kỳ. Chủ yếu là về phần hậu kỳ thôi. Đó là Adobe Premiere, để làm clip thì có Adobe Premiere, có CapCut, có Final Cut Pro, có DaVinci Resolve Studio, bản Studio nhé, bản free thì cũng được nhưng mà nó hơi hạn chế. Và tiếp theo nữa là khóa hậu kỳ với Lightroom. Sẽ có những khóa học nhỏ hơn như thế. Còn nội dung chủ yếu chính những cái khóa học về media thì các bạn chỉ cần học khóa Photo Basic và Film Maker là đầy đủ. Kiến thức của tất cả các khóa học này nó rất là nhiều, nó rất là dài, nhưng mà bên mình sẽ support cho bạn nếu mà bạn tham dự khóa học này. Các bạn sẽ tham khảo và đăng ký với mình thông qua các comment ở dưới nhé. Có thể hình thức đào tạo ở đây có thể hình thức đào tạo là offline, các bạn làm việc tại trực tiếp tại studio của mình, hoặc là học trực tiếp qua online, tham dự lớp Zoom và tham dự vào các group để mình có thể hỗ trợ và support cho mọi người nhiều hơn. Rồi mình đã review xong tất cả các khóa học ở bên mình. Chúc mọi người lựa chọn khóa học thật tốt và có nhiều sản phẩm ngon.